Người đàn ông này dắt điện thoại ở lưng quần nằm ngủ trong nhà và bị kẻ trộm ngang nhiên đi vào lấy. Tất cả hành động của tên trộm bị camera an ninh ghi lại. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, nạn nhân là một người đàn ông 30 tuổi cho biết vào khoảng 13 giờ 52 phút ngày 7 tháng 4, anh này nằm ngủ trên ghế sofa tại nhà, cũng là tiệm kinh doanh trên đường Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân và để chiếc điện thoại iPhone trị giá hơn 20 triệu đồng ở lưng quần. Sau đó, một người đàn ông cầm xấp vé số đi vào nhà và lấy chiếc điện thoại. Nạn nhân cho biết thêm Trước đó một tuần, cách tiệm kinh doanh của anh không xa, một tiệm bán phụ kiện điện thoại trên đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân cũng bị một người đàn ông vờ vào bán vé số rồi trộm điện thoại. Sau khi trích xuất hình ảnh từ camera của hai vụ trộm, các nạn nhân nhận định kẻ trộm có dáng người và mặc đồ giống nhau nên có thể là cùng một người. Sau khi bị trộm điện thoại, các nạn nhân không trình báo cơ quan chức năng mà chỉ đăng hình ảnh vụ việc lên mạng xã hội để người dân cảnh giác.